Hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Ti Cận Dại. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip trở về tuổi thơ của mình. Thì ngày xưa mình chơi cu ly á các bạn, thì mình đã phát hiện ra một cái điều, đó là mình có thể sáng tạo ra được những viên kim cương lấp lánh rất là đẹp. Mà không biết các bạn có biết điều đó không? Thì tại vì ngày xưa là mình chơi cu ly á, mình chơi bắn tới bắn lui, bắn xuôi bắn ngược, bắn bằng bắn lên nóc nhà, bắn ra chuồng vịt, xong thì con vịt nuốt mất tiêu viên đạn, rồi cuối cùng cái mình đi mua về, mình không bắn nữa và mình đã nghịch viên cu ly. Và mình phát hiện ra là mình có thể chế tạo ra những viên kim cương từ những viên cu ly các bạn. Mà nếu các bạn tò mò hãy xem tiếp video của mình nha. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Ở đây mình đã chuẩn bị rất là nhiều loại cu ly luôn, rất là nhiều màu khác nhau đó, mỗi màu là một viên, mỗi màu một viên. Đây là loại bự tổ chản luôn nè, cái này gọi là gì, viên cu ly ông cố nội đó. Còn đây là viên cu ly con đó. Còn đâu rồi, cái gì nhỏ xíu rồi, đây viên này là viên cu ly con cháu chắc đó, con cháu chắc. Các bạn thấy không, mình mua mình lựa rất là nhiều màu khác nhau, các bạn thấy đẹp không? Đạn bự nè, đạn con cháu chắc nè, cũng khía luôn đó. Còn này là viên đạn trong suốt nè, nhìn như cái bong bóng vậy á, khí vàng. Đạn mè đỏ, viên này như là viên trân châu gì. Mình thích nhất là viên màu này, màu này nhìn khá là đẹp. Còn trong số này thì các bạn thích màu nào ta, hãy comment cho mình biết nha. Giờ mình sẽ lấy viên màu này, màu này hình như là màu xanh lục bảo thì phải các bạn, rất là đẹp luôn đó. Tiếp theo mình sẽ lấy một viên sữa, rồi mình sẽ bắn cho các bạn xem. Mình đặt ở đây một viên, ở đây một viên, mình đo coi khoảng cách 1 gang 2 gang. Trời, khoảng cách này quá gần đối với mình chơi 20m mình bắn còn trúng nữa. Bây giờ mình sẽ xa ra, này 2 gang hả, thôi mình chơi 4 gang đi, để 4 gang là chuyện nhỏ, tầm 1m chứ gì. Đây các bạn thấy không, thấy viên trắng nha, các bạn chú ý nha, mình là bách phát bách trúng cho nên là các bạn cứ yên tâm. Giờ mình sẽ chỗ tài bắn cu ly cho các bạn xem. 1 2 3. Nãy mình vuốt tay các bạn ơi, giờ mình sẽ bắn lại nha. Đây, trước khi bắn là mình phải làm màu một chút, phải chà hai tay vô đất đó, xong rồi ịnh lên mặt coi nó có dơ không. Nếu mà nó dơ là cái tay mình nhám, mà tay mình nhám thì mình bắn sẽ trúng nha. Các bạn nhìn nè, nhìn cái tay mình nè, ngón cái mình đây đúng không. Ngày xưa nếu như ăn gian á, cục đạn nằm đây thì mình sẽ đặt cái tay nằm đây đó, mình bắn gì nè đó, cái đó gọi là ăn gian. Nhưng mà mình ăn gian gì á, mình bị phù mỏ rồi cho nên là mình không dám ăn gian nữa các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục bắn nha, đây là lần thứ hai chắc chắn mình sẽ trúng. Ngày xưa là mình bắn phát nào trúng phát đó mà, lần này sẽ trúng, các bạn tin tưởng mà đi. Vô, trời ơi, lại thất bại nữa rồi. Các bạn biết không, lâu rồi mình không có bắn cho nên là bây giờ mình bắn thì nó chưa quen tay thôi, chắc chắn lần thứ ba sẽ trúng. Vô, thôi bỏ đi. Giờ mình sẽ lấy viên ông nội bắn thử. Đây, bắn viên này, rồi mình sẽ lựa viên màu sữa nữa đi, nhất định lần này sẽ trúng. Đó, chúng rồi đó các bạn, thấy chưa, thấy chưa. Thôi tiếp theo mình sẽ lấy viên cháo chắc bắn cái nữa. Viên này là viên người ta thường gọi là ốc tiêu các bạn, khá là nhỏ luôn so với viên ông nội. Đây, cực kỳ nhỏ luôn, cái này nó nhỏ quay không dễ thấy cho nên là mình sẽ bắn gần thôi. Vô nè, vô, rồi chúng rồi, ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại chủ đề chính, đó là mình sẽ làm ra những viên kim cương từ những cục cu ly này nhé các bạn. Ở đây mình chuẩn bị một cái bếp ga và đây là một thao nước, thì hai dụng cụ này sẽ góp phần giúp cho chúng ta tạo và chế tác được kim cương đó. Đó, giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ cho những cục cu ly vô bếp lửa. Đây, khi sắp những viên cu ly lên bếp thì mình sẽ tiến hành bật lửa. Đây là thí nghiệm của mình, các bạn không nên làm theo nha. Mình chờ đợi tầm dưới 1 phút là được, để cho nó nóng từ từ lên. Hồi đó mình làm những viên kim cương á, thành công á, là toàn là những viên đạn khía, những viên đạn trong trong không à, còn đạn sữa thì không có. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm với đạn sữa luôn. Đó, lửa đang cháy đó các bạn, nhưng mà tại vì là ga cho nên là chắc các bạn không thấy rõ. Mình sẽ tắt bếp. Tiếp theo mình sẽ cho vào cái thao nước này để xem hiện tượng gì sẽ xảy ra nha các bạn. Đó. Tài ơi, không có cái nồi nhắc, mình giục vô cái nó giục luôn cái miếng này vô luôn à. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn nhìn xem,
Đó, đây là những viên cu li của mình sau khi đun nóng và cho vào nước thì nó gặp nhiệt độ lạnh đột ngột thì nó sẽ biến thành như thế này. Đó, đây nước chắc này khá là nóng luôn. Trời ơi, cái viên màu xanh một bảo quá trời đẹp luôn các bạn. Ôi, đúng là cái màu mình thích, có khác ha. Còn đây là viên màu trắng khía, viên màu trắng sữa. Đây là màu xanh, mình thí nghiệm thêm thôi chứ thật ra là mấy cái viên mà nó trong trong như thế này nè thì nó nứt mình thấy, còn viên sữa mình nứt mình không có thấy gì trơn á. Còn đây là một viên trong suốt. Đó, viên này thì không có khía nha. Thì sau khi mình đã nung nóng và cho vào nước lạnh thì bây giờ nó rất là đẹp. Mình cảm thấy là viên này với viên màu xanh lục bảo là khá là đẹp luôn á. Đó, một kiệt tác đúng không các bạn. Giờ thì mình sẽ đập viên cu li ông nội để xem nó sẽ như thế nào đây. 2, 3. Đó, 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 giống kim cương không các bạn? Các bạn thấy mình nói đúng không? Và đây là cái trò chơi mà hồi nhỏ mình chơi các bạn. Đó, viên màu xanh này khá là đẹp các bạn ơi. Mình sẽ đập viên màu vàng. Khi mình nung nóng và cho cu li vào nước lạnh thì viên cu li nó sẽ dễ bị dở. Đây, các bạn nhìn xem, mình gõ nhẹ thôi là nó bị bể rồi. Đó, cũng khá là đẹp, thấy không? Wow, nhìn này các bạn, cũng đẹp quá chứ. Nhưng mà có điều là nhìn không có giống kim cương bằng mấy cái kia. Wow, không, màu này thì cũng được thôi. Để xem màu xanh lục bảo sẽ như thế nào. Trời, màu xanh lục bảo nó đẹp kìa các bạn. Ui, long lanh luôn. Khá là giống kim cương luôn các bạn ơi. Nhức nách không, nhức nách không? Đây các bạn xem nè, có giống những viên kim cương không? Đây là trò chơi mà hồi tuổi thơ của mình, hồi đó là nói chung là mình không có anh chị em gì chân, mình chơi một mình chơi gì các bạn. Mình tìm tòi ra được cái những thứ này nè. Nhìn nó kiểu nhìn giống những viên đá quý sao á. Đây, đây là tất cả những viên cu li mà mình đã đập ra. Đây là một thao kim cương của mình. Ok, clip của mình đã kết thúc. Hôm nay mình đã chế tạo ra được những viên kim cương lấp lánh khá là đẹp rồi, đúng không các bạn? Nếu các bạn thấy video này của mình thú vị và hay, hãy để lại cho mình một like, một share, một lượt đăng ký để ủng hộ mình, để kênh mình phát triển nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.